À, xin chào anh chị, thương và mến chào tất cả quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh của em Nguyên Đạt Stock. À, thì rất vui được gặp lại quý anh chị ở trong cái video của em ngày hôm nay. À, thì hôm nay như thường lệ em cũng xin phép là một cái video ngắn để cùng với các anh chị chúng ta cùng nhìn lại một chút về thị trường, cũng như đi qua một số các cái mẹ cổ phiếu mà anh chị đang quan tâm. À, thì anh chị nào xem video nếu thấy hay thì mọi người có thể cho đặt một nút like cũng như là một nút đăng ký kênh để ủng hộ em nếu chị chưa đăng ký bên dưới phần mô tả của mỗi video thì em có để một đường link zalo cộng đồng à, để room không chắc cộng đồng nơi buổi sáng là từ khoảng 8 giờ đến 8 giờ 30 thì em sẽ gửi kết bản thị trường trong room này để chị tham khảo đầu tư rồi cảm ơn chị rất là nhiều đã xem cái video của em ngày hôm nay chúc anh chị một buổi tối ăn lành phần đầu tiên của video thì chúng ta cùng nhìn lại một chút về thị trường thì vindex hôm nay đóng cửa mức là 1.395,33 điểm giảm 0,2 điểm tương với 0,01% à, với mức thanh khoản là 20.344 tỷ với 188 mã tăng, 18 mã tăng trần, 50 mã tham chiếu, 245 mã giảm và 3 mã giảm sàn. Trong rổ V30 thì có 13 mã tăng, không mã tăng trần, không mã tham chiếu, 17 mã giảm và không mã giảm sàn. thì ngày hôm nay tiếp tục là một cái phiên rất là buồn ngủ của thị trường. À, khi mà thị trường nó đã sợ nó đã có là gọi là sáu phiên liên tiếp rồi. Nghĩa là thị trường nó đã dao động quanh cái, quanh cái biên là à, từ cái vùng là 1390 đến cái vùng là 1400, nó cứ dao động quanh cái biên này. À, thì ban đầu thì em, em không có định là làm cái video ngày hôm nay đâu à, tại vì cái tại vì, thị trường hiện tại á, thì vẫn chưa có gì gọi là quá biến động hay là nó chưa vẫn chưa có gì quá mới và các cái mẹ cổ phiếu nó cứ dần co dần co liên tục quanh cái quanh cái biên này thôi à, nhưng mà thôi cũng làm một cái video ngắn để 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 giúp các anh chị xem các cái mẹ cổ phiếu của chị như nào à, về tình hình à. về thị trường về tình hình về thị trường hiện tại á, là nó vẫn đang khá là dày trần thì cái tâm lý dài trần hiện tại có nghĩa là tâm lý của nhà đầu tư hiện tại á, là anh chị sợ hai điều cái điều đầu tiên á, là anh chị sợ là cái cái mua báo cáo tài chính thì khi mà anh chị đọc tin tức á là anh chị không biết là à, cái tin tức tốt, à, cái tin tức đó à, ví dụ là nó tốt hay là nó xấu à, nó nó tốt thật hay là nó xấu thật à, có nghĩa là nó tốt à, nó tốt thật hay là nó tốt nó tốt giả à, nó xấu thật hay là nó xấu giả thì anh chị thông thường cái mua này nè là cái dòng tiền của anh chị là sẽ khá là dày à, chân Có nghĩa là anh chị cũng không à, không dám mua bán nhiều và anh chị cân là à, không dám mua bán nhiều là tại vì thứ nhất là sợ cái mẹ cổ phiếu nó chảnh hay là anh chị sợ tâm lý là FOMO hay là mua đuổi gì đó nên là anh chị cũng khá là dày chân À, đó là tâm lý đầu tiên. ở à, cái tâm lý thứ hai là anh chị sợ cái phiên đáo hạn phái sinh. tại vì thông thường những cái phiên đáo hạn phái sinh là thị trường nó sẽ xảy ra những cái biến biến động trong ngắn hạn, biến động trong ngắn hạn thôi. thì anh chị khi mà anh chị nghe tới phiên đáo hạn phái sinh á thì anh chị sẽ nghĩ là ờ, cái phiên này uh, uh, cá mập đề giá, rồi uh, thị trường sập. À, tại vì khi mà anh chị nghe lên uh, như là nghe trên các diễn đàn như các các group facebook này, hay là các group zalo này, hay là nghe bạn bè hay là gọi là nghe nghe đồng nghiệp hay là nghe bạn bè gì nói uh, gần cái phiên đáo hạn phái sinh rồi mày rồi canh bán đi đó, canh bán đi canh chốt lại đi chứ để nó sập mất lãi bây giờ đó thì anh chị sẽ cái tâm lý anh chị á là anh chị sẽ khác là gì chân gọi là tâm lý muốn bán là gọi là tâm lý muốn bán hơn là muốn mua đó thì đó là vì, lý do vì sao là cái lực cầu hiện tại á, đang khá là khá là gì chân thì với một cái tình hình như vậy á nên là với một tình hình như vậy á thì uh, thị trường hiện tại nó có là nó nó khá là rủi ro tại vì sao em, em lại em lại nói là khá là rủi ro có là rủi ro hay không á rủi ro hay không là về các cái mẹ cổ phiếu anh chị thôi À, cân là rủi nó hay không là tùy thuộc vào các cái mẹ cổ phiếu anh chị ví dụ như thị trường nó sập đi mà cái mẹ cổ phiếu của anh chị vẫn khỏe và cái vị thế anh chị vẫn tốt thì nó vẫn chưa cái gì phải đáng nói tuy nhiên ví dụ anh chị nào cứ lướt qua lướt lại à, ví dụ anh chị cứ đổi vị thế này đổi vị thế đổi vị thế liên tục á thì giai đoạn này là một giai đoạn rất là khó tại vì cái dòng tiền nó vẫn chưa định hình được là cái dòng nào à, cái dòng nào là cái dòng nó sẽ tăng điểm hay là cái dòng nào nó sẽ tăng tiếp tại vì như như em đã nói trong giai đoạn vừa rồi đó, là cái ngành nào nó cũng tăng rồi à, phân bón này à, thép này ngân hàng chứng khoán bất động sản rồi dệt may thủy sản rồi dầu khí rồi năng lượng có nghĩa là cái ngành này nó cũng tăng rồi thì bây giờ là một giai đoạn nó tiền cận báo cáo tài chính à, thì các tin tức nó sẽ phản ánh vào giá là nó, nó đã phản ánh 90 mươi có là hoặc là em nghĩ là nó đã phản ánh rồi là 95 phần trăm rồi và 5 phần trăm còn lại đó, là tùy thuộc vào tâm lý anh chị như thế nào à, ví dụ như tâm lý anh chị tiếp nhận thông tin đó mà anh chị tiếp nhận thông tin đó với một tâm thế tâm thế là bi quan thì anh chị sẽ có xuống là bán ra và cái mẹ cổ phiếu nó sẽ có xuống là nó giảm tuy nhiên ví dụ ví dụ anh chị tiếp nhận cái thông tin đó cái báo cáo tài chính đó với một tâm thế là tích cực thì cái mẹ cổ phiếu nó sẽ giữ được giá tốt à, đó là năm còn lại còn về mà cái định gọi là về cái giá của các mẹ cổ phiếu đó, thì bây giờ em nghĩ là nó khoảng nó phản ánh là từ 90% đến 95% mươi vào giá rồi đó thì giao này thì em vẫn giữ quan điểm là như vậy thôi à, anh chị cứ nắm giữ cổ phiếu cái mẹ cổ phiếu nào tốt thì chúng ta nắm giữ còn cái mẹ cổ phiếu nào mà nó không ổn đó, thì chúng ta có thể canh cơ cấu lại hoặc à, có người ví dụ anh chị không bán hết đi anh chị thấy cái mẹ cổ phiếu đó yếu thì anh chị có thể canh hàng 1 phần 2, 1 phần 3 và anh chị giữ những cái mẹ cổ phiếu nó khỏe lại. Tại vì sao? Tại vì trong giai đoạn này á mà cái phạm cái mẹ cổ phiếu mà anh chị nào mà cái mẹ cổ phiếu nó khỏe á nghĩa là nó có dòng tiền. Mà một cái mẹ cổ phiếu mà nó khỏe và nó có dòng tiền á thì khi mà thị trường nó ổn định trở lại thôi là cái mẹ cổ phiếu nó sẽ chạy nhanh nhất. Vậy nên là khi mà anh chị cơ cấu danh mục á anh chị, em thấy anh chị á là khi anh chị cơ cấu danh mục thì em thông thường á, thông thường em thấy là anh chị bán cổ mạnh. là anh chị bán cái cổ mà lãi đi, và cái cổ mà lỗ á anh chị rất là hay gồng nhưng mà anh chị lưu ý một á một là anh chị giữ cả hai có nghĩa là một là anh chị giữ cả hai là mẹ lãi và mẹ lỗ còn hai á là anh chị nên giữ mẹ lãi lại và bán mẹ lỗ đi tại vì sao có nghĩa là khi mà anh chị giữ một cái mẹ cổ phiếu mà có lãi á thì cái tâm lý của mọi người á nó sẽ rất là khác khi mà anh chị thấy màu đỏ và màu xanh đi thì ví dụ có đỏ có xanh có lãi có lỗ thì anh chị sẽ có một tâm lý rất là nhẹ nhàng tuy nhiên á, nếu mà anh chị bán hoàn toàn cái mẹ lãi và anh chị giữ cái mẹ lỗ thôi thì khi mà anh chị vào bản điện này hay là anh chị vào app là gọi là app giao dịch á thì anh chị sẽ thấy một màu đỏ và khi mà chúng ta chỉ thấy một màu đỏ thôi á là thấy cái, cái thấy cái khoản lỗ thôi á thì anh chị sẽ có xu hướng là trung bình giá anh chị sẽ có xu hướng là trung bình giá anh chị sẽ có xu hướng là À, mua mới hoặc là mua lan mang rất là nhiều cái mẹ cổ phiếu thì lúc đó em hay gọi là sai lầm nối tiếp sai lầm đó vậy nên khi mà chị cơ cấu đến một á thì theo em á thì em là một người hay cơ cấu đến một là bán gọi là à, giữ mã lãi ngay là giữ mã mạnh và cái mẹ nào yếu thì canh cơ cấu bớt ví dụ chúng ta không hạ bớt một trăm phần trăm thì chúng ta có thể canh những cái nhịp hồi kỹ thuật đó hay là những nhịp hồi gì đó chúng ta canh hạ một phần hai một phần ba để cho cái tài khoản của mình á, nó không quá tiêu cực anh chị đúng không? cái việc mà tài khoản nó tiêu cực á nó sẽ làm đến uh, nó sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý của mọi người và khi mà tâm lý anh chị không ổn á là anh chị sẽ gọi là sai lầm nối tiếp sai lầm anh chị anh chị sẽ liên tục trung bình giá cái mẹ cổ phiếu lỗ anh chị sẽ liên tục mua nhiều cổ phiếu và khi anh chị mua xong á thì cái mẹ cổ phiếu nó nó giảm tiếp hả à, thì em gọi là sai lầm nối tiếp sai lầm vậy nên á thì giai đoạn này thì em khuyên các chị á cái mẹ cổ phiếu nào mà nó đủ rồi á thì đừng có mua mua mới nữa à, ví dụ cái mẹ cổ phiếu nào mà gọi là danh mục ok rồi thì đừng có mua mới nữa và chúng ta tập trung xử lý danh mục của mình trước đó anh chị lưu ha rồi à, thì thị trường hiện tại thì nó đang khá là chán có thể nói là trong những ngày gần đây thì em không có muốn xem bản điện luôn đó em không muốn xem còn là em không muốn xem bản điện nhiều quá là thị trường nó cứ ờ à, nó cứ xanh nó cứ đỏ nó cứ xanh nó cứ đỏ nó cứ xanh nó cứ đỏ hoài thì chúng ta không biết là cái thị trường như nào mà thì thôi à, cái mẹ cổ phiếu chúng ta vẫn ổn là được rồi à, có là đang đa này thì cũng cũng có rất nhiều cái mẹ cổ phiếu nó giữ giá tốt nhỉ ha vì ra những cái nhịp mình như thế này á, thì anh chị nên lưu ý những cái mã cổ phiếu nó giữ giá tốt à, để giai đoạn sau thì anh chị có thể mua mới hoặc là mua gia tăng còn cái việc còn cái việc mà hiện tại mà để đảo mã liên tục á, thì em không đánh giá cao nha em thì em thì em không có theo trường phái mà đánh gọi là đánh đảo mã liên tục vậy nên là anh chị nào mà à, cái, vì nên anh chị nào hỏi em á hỏi em là những cái mẹ cổ phiếu có là giai đoạn vừa rồi thì rất nhiều anh chị hỏi em ở à, em ơi cái mẹ cổ phiếu này đánh đánh t cộng ba t cộng năm được không em à, cái mẹ cổ phiếu mai xanh hay đỏ em à, cái mẹ cổ phiếu này mai trần không em hay à, cái mẹ cổ, à, cổ phiếu này có nên bán không em thì ví dụ anh chị hỏi em như vậy á thì nếu mà em biết được thì thì em, em đâu có ngồi đây à, này ha ví dụ em anh chị hỏi là anh hỏi chị hỏi ờ à, cái mẹ cổ phiếu này tiềm năng như vậy thì có tốt không em à, ví dụ như dự án này dự án kia hay là lợi nhuận này lợi nhuận kia anh chị hỏi về cái tiềm năng của cái mẹ cổ phiếu đó thì em có thể biết được em có thể trả lời được còn ví dụ anh chị hỏi là ngày mai xanh hay đỏ rồi à, ngày mai trần hay sàn à, cái mẹ cổ phiếu này tê còn ba về có ăn không em thì nếu mà em có ăn thì em đâu ngồi đây À, nếu mà biết nó người đây đó và nên khi mà anh chị hỏi đó là khi mà anh chị đặt một câu hỏi một cái mẹ cổ phiếu nào á thì anh chị sẽ anh chị phải phải biết là cái cái tính khách quan và, và cái và, và cái độ chắc chắn của mẹ cổ phiếu đó như thế nào đó nên là khi mà anh chị hỏi ví dụ anh chị hỏi là cái cái mẹ cổ phiếu này nó hiện tại nó như nào đó, tiềm năng nó như nào và cái triển vọng của nó nó được nó được hưởng lợi hay không thì những cái câu hỏi đó thì em có thể biết được còn ví dụ anh chị hỏi cái mẹ cổ phiếu này mai xanh hay đỏ thì thật sự em cũng không biết đâu đó, tại vì tại vì giai đoạn này thì em thấy rất nhiều anh chị đánh tới cộng em biết là rất nhiều anh chị hiện tại là không chịu nổi nữa đó là khi mà thấy thị trường nó chậm quá chậm cái mẹ cổ phiếu mình, mình nó cứ đứng yên liên tục thì anh chị sẽ có xuống là đánh tới cộng và khi mà đánh tới cộng thì anh chị hỏi em là liên tục là cái mẹ cổ phiếu này đánh tới cộng được không em đó thì à, thì em cũng chia sẻ như vậy thì nếu chị hỏi em đánh tới cộng mà t cộng ba t cộng ba hàng về lãi năm phần trăm lãi mười trăm thì thật sự em không có mẹ cổ phiếu đó đâu tại vì cái xu hướng của em hồi xưa giờ là xu hướng nắm giữ nhiều hơn tại vì em nắm giữ về tức là em 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 nghiên cứu doanh nghiệp doanh nghiệp và em nắm với cái mẹ cổ phiếu đó khi nào mà cái doanh nghiệp đó hết kỳ vọng thì em bán còn không thì em cứ nắm giữ thôi em không có lướt qua lướt lại nhiều đó rồi rồi đó là tình là một chút chia sẻ của em về giai đoạn hiện tại thì anh chị nào có à, anh chị nào có cái câu hỏi gì thì anh chị anh chị có thể comment bên dưới phía video ha rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ nhìn qua một chút về cái à, về à, về cái nhóm nhận nhất thì chưa ngày hôm nay thì nhóm nhận nhất với chỉ số tăng thì có biết à, BIDV đó ở Vinhome, VJC, Vietcombank, BVH, Novaland, Đảng Phú Mỹ cũng là cũng như là Vinamilk. Một số mạng mà đóng góp về chỉ số giảm thì có Gas, Hòa Phát, Masan, GVR, STB, VRE, Sabeco, DGC. Rồi tiếp theo là về khối ngoại. Hôm nay khối ngoại bán rong là khoảng 470 tỷ. Tập trung một số mã như là Hòa Phát, Vinhome, uh, Novaland, SSI, Nam Long, Bank, KBC, VCI cũng như là Vietcombank rồi một số mẹ đóng góp về chỉ số giảm thì có đạm cảm cà... à, xin lỗi chị à, về khói ngoại mua thì có đạm cà mau đạm phú mỹ vhc vjc ctg vinamilk cũng như là gmd rồi à, tiếp theo là về tự doanh hôm nay tự doanh bán ròng là khoảng 65 tỷ một số mã mà tự doanh bán thì có vinamilk à, vbbank vic à, hòa phát à, hòa phát masan đất xanh cũng như là đạm phú mỹ một số mạng mà tự doanh mua thì có dgc à, thế giới di động bwe stb vre cũng như là liên việt rồi tiếp theo chúng ta thì chúng ta sẽ nhìn qua một chút về cái chúng ta sẽ nhìn, chúng ta sẽ nhìn qua một chút về cái chỉ số ngành gọi là cái cái chuyển động dòng tiền á thì hôm nay một số ngành tăng điểm thì có ngành bảo hiểm này, là mạnh ngành du lịch, ô tô phụ tùng, chứng khoán, ngân hàng, bất động sản cũng như là ngành đầu tư công thì nó cũng tăng nhẹ rồi một số ngành giảm điểm thì có ngành công nghệ, dầu khí, y tế, hóa chất, viễn thông, cảng biển, bán lẻ, thép cũng là ngành điện nước. rồi thì hôm nay thì đa phần các ngành này cũng tăng giảm điểm cũng bình thường thôi nhưng mà cái ngành mà em thấy mà tăng thì hôm nay rất nhiều mặt các cái tốt như ha MIG này BMI này hay là BVH rồi tiếp theo chúng ta sẽ nhìn qua một chút về các các chỉ số tài chính của các nước trên thế giới như thế nào rồi thì hiện tại các gọi là các chỉ số tài chính thế giới thì hiện tại vẫn chưa có gì phải quá biến động à, Dow Jones thì nó cũng có những cái mức tăng điểm các tăng điểm cũng cũng khá là cũng là cũng khá là nhẹ thôi và tăng giảm điểm khá là nhẹ thôi như ví dụ Dow Jones thì giảm là giảm 0,1 phần trăm thôi À, SP500 Nasdaq là Russell thì cũng có những cái mức tăng nhẹ là từ 0,3 đến 0,8 8 à, 8% à, châu Âu thì nó cũng có những cái mức tăng nhẹ và giảm nhẹ thôi không có lớn à, về châu Á châu Á thì cũng à, có Nikkei 25 tăng tốt này Nikkei 25 của Nhật Bản là tăng khoảng là à, à 0,65% à, Shanghai Thượng Hải là tăng 0,7% China 50 của Trung Quốc là tăng cũng rất là tốt là 1,12% rồi thì hiện tại tình hình thế giới đang khá là tốt nha vẫn chưa có gì phải quá biến động rồi để đánh giá kỹ hơn về các cái cổ phiếu thì ngày hôm nay thì chắc có lẽ là em sẽ đi qua một số cái mẹ cổ phiếu mà nó là đặc sắc thôi. Chứ em thấy là ngày hôm nay cũng không có một cái gì mà gọi là biến động quá lớn, nha. Không có gì gọi là không có nhiều các cái mã cổ phiếu nó biến động quá lớn. Các cái mã cổ phiếu nó cứ sập sinh sập sinh như vậy thôi. Rồi chúng ta em sẽ chúng ta sẽ đi qua một chút về các cái mẹ cổ phiếu mà nó tăng tốt trước đi nha. Các mã cổ phiếu mà tăng tốt, ngày hôm nay thấy bảo hiểm tăng tốt này, MIG này uh, MIG thì nó cũng đang tiến về cái target của em bên trên là khoảng giá khoảng 30 31 đây nè. À, thì nếu chị nào có hàng thì nắm giữ với cái mẹ cổ phiếu này thì cứ nắm giữ thêm. Uh, hôm nay là một cái phiên tăng tốt rất là tốt với mẹ cổ phiếu MIG. À, uh, MIG thì anh chị nào có hàng thì cứ nắm giữ được cái gì ha. Rồi, nắm giữ và nó chặn lãi lên. Rồi, uh, tiếp theo là có BVAC này BVAC cũng khá là tốt. À, uh, BVAC thì cũng đúng như em đúng đúng như em kỳ vọng luôn thì cái mẹ cổ phiếu này nó có một cái vùng cân lệnh nó có một nhịp bắt lại và nó đánh lên về về cái đỉnh này thì hôm nay mặc dù bé nó tăng tốt nhưng mà gọi là nó tăng tốt nhưng mà khối lượng không quá cao thì trước mắt thì BH nó sẽ test là vùng giá 62 nếu mà giữ giá được quanh gọi là 62 tốt á thì em nghĩ với mẹ cổ phiếu này nó sẽ đánh vượt giá 62 này à, hiện tại thì vùng giá 62 là một cái vùng kháng cự rất lớn nhỉ ha vùng giá 62 là còn, là vùng giá rất, kháng cự rất lớn với mẹ cổ phiếu BVH này à, nhưng mà BVH này em nghĩ là cái triển vọng nó vẫn tốt tuy nhiên mà để gọi là về cái tốc độ đó có nghĩa là BH là một cái mẹ cổ phiếu đầu ngành nhưng mà nhưng mà dường như về cái tốc độ tăng trưởng á về nói về cái tốc độ tăng trưởng thì em thấy mẹ cổ phiếu mà nó tốc độ tăng trưởng như có là tốc độ tăng trưởng nhanh á thì anh thấy có cái mẹ cổ phiếu BIC này cũng như là cái mẹ cổ phiếu MIG này nhưng mà BIC thì cái lượng thanh khoản cái lượng thanh khoản hơi bé nên là nếu mà anh chị nào chú ý thì anh chị có thể chú ý MIG này MIG là, MIG là một cái mẹ cổ phiếu đánh rất là hiền đánh khá là hiền thì anh chị nào có hàng thì cứ có thể lưu ý mẹ cổ phiếu này à, BMI thì BMI thì hôm nay cũng cũng tăng thôi nhưng mà đóng đến không cao nhất ngày anh em hôm nay BMI tăng rất là tốt Ừ, khối lượng khối, lượng cao này nhưng mà cái việc mà đóng cửa không cả cái này á nghĩa là cái lượng cung bên trên này vẫn còn này thì nhiều khả năng nó sẽ, nó sẽ tích lũy thêm một cái vùng này rồi đó là những cái mẹ cổ phiếu bảo hiểm ha à, rồi đi qua một vài mẹ cổ phiếu phân bón này hôm nay phân bón giật lại là hôm nay là một cái mạc, một cái ngày mà hôm ngày hôm qua các cái mẹ cổ phiếu phân bón hóa chất thì nó có gọi là nó nó có một cái nhịp giảm khá là sâu tuy nhiên ngày hôm nay các cái mẹ cổ phiếu dbm này nhưng mà đa phần cái nhịp kéo này á anh nhìn các cái nhịp kéo này thì đa phần kéo bằng cái vào cái phiên atc thôi đó, nhịp kéo đây là cái nhịp à, kéo đến cái phiên mà gọi là cái á, gọi là gọi là cái nhịp báo cáo tài chính á thì thông thường á thông thường những cái mẹ thì sắp tới là những cái gọi là thông thường khi mà tới những cái nhịp mà báo cáo tài chính á kiếm điểm như này à, rồi thì anh chị nào có thì cứ nắm giữ thôi cứ nắm giữ nha rồi về cái dòng đạm á cái dòng đạm à, dòng phân bón cũng như là dòng hóa chất thì em đã nói rồi thì em thì những cái mẹ cổ phiếu này để đánh á cần là để mà đầu tư á để mà đầu tư thì em sẽ em, sẽ, em, phải, em phải nghiên cứu lại về cái á, về cái lượng hàng tồn kho của những cái mẹ cổ phiếu này à, khi mà em nghiên cứu xong thì em sẽ À, em sẽ chia sẻ lại với những cái bạn cổ phiếu này cho anh chị. À, tuy nhiên thì à, vùng này á, vùng này thì anh chị nào có hàng cứ nắm giữ thôi, nắm được thôi. Còn à, nếu mà có lại thì có thể canh chốt khi mà nó có báo cáo tài cá, cá, chính nó ra. Tuy nhiên đó là những cái mã cổ phiếu này nếu mà cái triển vọng quý tư nó còn tốt á thì thông thường á, nó nó sẽ không kéo lên đâu. Anh chị hiểu không? Những cái mẹ cổ phiếu mà quý ba nó tốt á mà quý tư nó vẫn còn tốt nữa đó, thì thông thường nó sẽ không kéo lên đâu mà nó sẽ có một cái nhịp chỉnh đó. Thì nếu mà anh chị nào tham gia thì anh chị có thể canh những nhịp chỉnh đó anh chị tham gia. Nếu đó là nếu mà cái gọi là nếu mà cái báo cáo, báo cáo tài chính của của nó là nó được kỳ vọng là nó phản ánh tốt và cái sức khỏe nó vẫn còn tốt thì uh, em sẽ xem xét lại cho nó sau à, ví dụ đảm cà mau này Đảm cà mau tương tự thôi đảm cà mau này cũng tăng lại à, hai cái các cái mã cổ phiếu hôm nay thì có đảm cà mau cũng như là các cái mã cổ phiếu là phú mỹ thì hai cái mã cổ phiếu này tăng tốt à, bfc cũng tăng tốt này bfc này cũng cũng tăng trở lại nhưng mà bfc thì nó cũng, nó cũng đang về cái đỉnh cũ thôi em chỉ có thể canh chốt dần là khoảng giá khoảng ba tám ba bảy ba tám cái này khác như là DGC này DGC thì hôm nay cũng cũng giảm hôm nay DGC bắt đầu nó giảm rồi DGC thì tại vì nó đã tăng nóng rồi anh nhỉ khi mà nó tăng lên này em tưởng cái mẹ cổ phiếu này là một cái mẹ cổ phiếu Bunny đó cái nhịp tăng của cái mẹ cổ phiếu DGC á là cái nhịp cái nhịp trước thì không nói trước nó tăng cực kỳ nhẹ nhàng nhưng mà cái nhịp này nó kéo y xìm một cái cái mẹ cổ phiếu Bunny luôn nên là cái việc mà nó tăng nóng như thế này là cái nhịp sau nó nghỉ ngơi là cái chuyện bình thường à, tuy nhiên về tiềm năng của mẹ cổ phiếu DGC thì em nó vẫn còn đó nhưng về cái dư địa thì chắc chắn không còn nhiều nó là nó tăng thì vẫn tăng thôi nhưng mà nó tăng mặc một cái việc mà nó tăng nóng như lần trước đó, thì thật sự rất là khó các mẹ cổ phiếu CSV này à, CSV tuần bắt đầu chỉnh này hay là DLV này nha các anh chị lưu ý anh chị lưu ý này đôi khi á đôi khi thì uh, ai cũng muốn là một cái mẹ cổ phiếu mình nó tăng nhanh anh à, nhìn thấy không đôi khi thì ai cũng muốn một cái mẹ cổ phiếu này mình mình là của mình á nó tăng nhanh nhanh á nhưng mà cũng có đôi khi á không phải cái gì nhanh cũng tốt tăng nhanh thì cũng giảm nhanh thôi đó thì đó là đặc điểm của những cái mẹ cổ phiếu chu kỳ cái vấn đề thì cái vấn đề của những cái mẹ cổ phiếu chu kỳ thì em cũng có nói rất là nhiều trong những cái buổi livestream rồi khi mà anh chị đầu tư về những cái mẹ cổ phiếu chu kỳ á ở những cái ngành nào là những ngành chu kỳ à, những cái, em em sẽ ví dụ một một vài ngành là những cái mẹ cổ phiếu chu kỳ ha à, ví dụ ngành chứng khoán là ngành chu kỳ này ngành dầu khí là ngành chu kỳ này à, ngành phân bón ngành hóa chất có là cái ngành những cái ngành nào mà liên quan tới giá bán đó hoặc là giá nguyên vật liệu đó à, như là giá đường này giá đường giá cao su giá giá dầu giá khí giá than à, giá thép rồi à, giá phân bón giá ure đó thì đó là những cái mẹ cổ phiếu chu kỳ có nghĩa là nó phụ thuộc vào giá bán rất là nhiều thì khi mà anh chị đầu tư với những cái mẹ cổ phiếu chu kỳ á có nghĩa là em hay gọi là khi nghĩa là khi mà anh chị đầu tư với những cái mẹ cổ phiếu chu kỳ thì cái việc mà quan trọng nhất á là anh chị không nên đạo anh chị không nên đạo vì thế có nghĩa là cái việc khi mà anh chị chọn một cái mẹ cổ phiếu chu kỳ mà để mà cách quản trị ra tốt nhất của anh chị á là anh chị không nên đạo vì thế em sẽ ví dụ anh chị một với một anh chị em sẽ ví dụ anh chị với một cái mẹ cổ phiếu cổ phiếu chu kỳ ha À, ví dụ như một cái mẹ cổ phiếu rất mạnh trong giai đoạn vừa rồi đi đó là mẹ cổ phiếu viên đi của ngành chứng khoán đây ngành chứng ngành chứng khoán cũng là một cái ngành chu kỳ ngành chu cái ngành, ngành chu kỳ là sao cái ngành chu kỳ có nghĩa là nó chuyển động và nó vận động mức tăng giảm điểm của nó là nó 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 phụ thuộc vào cái chu kỳ kinh tế nó phụ thuộc vào cái chu kỳ kinh tế của mình đây ví dụ như ngành chứng khoán là một cái ngành chu kỳ điển hình đây khi mà anh chị à, khi mà anh chị đầu tư với mẹ cổ phiếu viên đi này anh chị thấy không chỉ trong vòng là tháng đầu 2017 à, chỉ trong từ là khoảng từ đầu 2017 đến khoảng là tháng 4 2018 có nghĩa là trong vòng chỉ trong vòng là một năm 4 tháng thôi một năm 4 tháng mà cái mẹ cổ phiếu này nó tăng từ vùng giá là 10 giờ tăng từ vùng giá là khoảng vùng giá 5 vùng giá 6 vùng giá 5, vùng giá 6 lên vùng giá là khoảng 18 đây cái mẹ cổ phiếu này nó tăng 250 phần trăm trong một giai đoạn là một à, còn là trong một giai đoạn là gần một tháng rưỡi nhưng mà cái mẹ cổ phiếu này nó chỉ, nó cũng chỉ mất 2 năm Nó giảm từ vùng giá 17, 18 đến này Nó xuống lại vùng giá à, uh, vùng, giá, vùng, vùng, giá 6, vùng, vùng, giá 7 Ở có người nó, nó lên như thế nào này Nó về lại như vậy Và chỉ trong vòng 2 năm thôi Thì cái mẹ cổ phiếu này nó cũng tăng từ vùng giá giá 6, giá 7 như này Và nó, đến bây giờ là nó tăng, nó tăng khoảng là x, ít, ít 5 6 tài khoản thì anh chị hay nói anh chị hay nói là khi mà anh chị đầu tư với những cái mẹ cổ phiếu chu kỳ á thì anh chị anh chị hay nói là em ơi À, ví dụ như là chị à, bây giờ chị đu đỉnh rồi. À, bây, bây giờ chị đu đỉnh rồi. Thì chị sẽ chờ á, chị, chị chị chờ hồi rồi chị bán. Nhưng mà anh chị có nghĩ là khi mà anh chị chọn với những một một có là khi mà anh chị đu đỉnh trên cái vùng này Thì anh chị sẽ mất 3 năm. Là từ từ cái ngày là 10 à, từ từ khoảng là tháng 4 2018 đến là khoảng tháng tháng 4 2021 là khoảng 3 năm thì anh chị mới về tới bờ không? Đó, ví dụ anh chị đu đây nè. Thì anh chị hay nói là em ơi, à, chắc chị chờ. À, chắc chị chờ cái mẹ cổ phiếu nó hồi là chị bán nhưng mà chị phải chờ 3 năm thì chị mới về tới bờ này đó gì thấy không hay là một cái mẹ cổ phiếu dầu khí dầu khí cũng là một cái ngành chu kỳ em lấy với một cái mẹ cổ phiếu gas đây đây gas này ở đây à, à, tháng tư cân là từ tháng tháng năm 2017 đến tháng đến tháng tháng, 5 2017 đến tháng năm 2018 nghĩa là chỉ trong vòng một năm thôi mà có mẹ cổ phiếu này, này tăng từ vùng giá 45 lên từ lên vùng giá là khoảng 100 110 ở à, đó rồi à, từ từ 2014 từ, từ từ đầu 2018 đến là à, đầu 2020 là trong khoảng 2 năm thì cái mẹ cổ phiếu này nó, nó cũng giảm từ vùng một một trong 110 về xuống lại vùng giá khoảng 50. Đó, thì từ 50 thì bây giờ nó mới về bờ. tức là nếu mà anh chị nếu chị đu vào đua, đua vào, lúc này đi. Ở ví dụ chị đu lúc này và anh chị và anh chị giữ từ đó tới nay thì bây giờ anh chị mới về tới bờ. đó là anh chị anh chị phải mất là 3 năm thì anh chị mới về tới bờ. Thì khi mà đó là lý do tại sao em hay nói anh chị á, khi mà anh chị đầu tư cái gì cũng vậy. Và đặc biệt là đối với những cái mẹ cổ phiếu chu kỳ những cái mẹ cổ phiếu mà tăng nó bị ảnh hưởng bởi bởi giá hàng hóa này hay là bởi chu kỳ kinh tế này hay là bởi các chính sách của chính phủ ví dụ là các cái mẹ cổ phiếu như ngành chứng khoán ngành chu kỳ này ngành bất động sản ngành chu kỳ này ngành phân bón ngành hóa chất ngành uh, uh, ngành than ngành khí ngành uh, cao su ngành ngành đường hay là những cái mẹ cổ phiếu mà nó có liên quan tới cái giá bán đó ví dụ giá thép này giá than giá khí giá đường uh, giá cao su hay là giá phân bón giá ure đó thì những cái mẹ cổ phiếu đó nó sẽ có một những cái chu kỳ tăng giá thì đó là lý do tại sao á, đó, đó là lý do tại sao em hay nói với chị á là không nên đảo vị thế, à, đối với là khi, khi anh chị đầu tư á, thứ nhất là anh chị không nên đảo vị thế và đặc biệt là với những cái mẹ cổ phiếu chu kỳ, chẳng hạn như, chẳng hạn như là ví, ví dụ anh chị mua ở đây đi, anh chị mua ở đây đúng không, à, anh chị bán ở đây, khi anh, anh chị mua ở đây anh chị bán ở đây, rồi à, sau đó anh chị thấy lãi ngon quá, anh chị mua ở đây, anh chị mua ở đây đúng không, rồi anh chị bán, anh chị bán ở đây, rồi vẫn ok này, mua ở đây bán ở đây vẫn ok rồi thấy thấy giá ngon quá thôi mua tiếp vào đây bán ở đây à, ok rồi nhưng mà những cái khoản lãi trong cái vùng này, này những cái khoản lãi mà anh chị đã có trong cái vùng này này anh chị dồn hết và anh chị mua ở đây thì có phải là thì có phải anh chị là anh chị mất anh chị mất 3 năm thì anh chị mới về tới bờ không đó thì đó là tại sao em hay nói là khi mà chị đầu tư với những với những cái mẹ cổ phiếu chu kỳ á là không hề đơn giản À, không hề đơn giản nha đó thì à, đó là một chút chia sẻ của em với những cái mẹ cổ phiếu chu kỳ à, rồi như vậy rồi thì à, hồi nãy hồi nãy đang nói với tới cái mẹ cổ phiếu này là em quên rồi ha à, hồi nãy đang nói với tới với mẹ cổ phiếu xét thì những cái mẹ cổ phiếu chu kỳ như thế này á thì nó tăng nhanh á nhưng mà nó giảm thì nó giảm cũng nhanh à, và nó kiểm em vẫn em vẫn giá là những cái mẹ cổ phiếu này là vẫn có những cái nhịp tăng nữa thôi tuy nhiên á tuy nhiên khi mà chị đầu tư với những cái mẹ cổ phiếu như thế này á thì khi mà chị mua thì chị tránh đảo hàng nhiều tránh đảo hàng nhiều ví dụ mua ở đây nè bán ở đây nè mua ở đây bán ở đây thì không sao ví dụ như là mua ở đây đi thì bây giờ có có phải chị đu không đó, đó thì chỉ phải lưu như vậy à, tiếp theo là các cái cổ phiếu khác như là có last này à, last thì vẫn giữ giá tốt thôi hay là các cái cổ phiếu như là ngày hôm nay cũng có ở à, DLV thì nó giảm cũng sâu quá rồi DLV tại vì nó tăng nhanh quá mà giờ tăng nhanh cái gì mà nó tăng nhanh quá thì nó cũng không tốt rồi đó là những cái mẹ cổ phiếu phân bón rồi tiếp theo thì mình sẽ đi qua một vài các cái mẹ cổ phiếu như là chứng khoán à, cái ngành chứng khoán thì ngày hôm nay đầu phiên tăng rất là tốt các à, cái cổ phiếu là VCI này nhỉ không vì là nó canh về nó căn về cái vùng kháng cự là phải căn bán ngay <laughs> nó về nó chạm về kháng cự thì anh chị nào đu đây này, này thì anh chị phải căn bán hôm nay là cái phiên tăng điểm tốt này nhỉ không tăng điểm tốt nhưng mà nhưng mà cái việc mà đóng cửa mà gần như là thấp nhất phiên như này á thì nhiều khả năng là nó sẽ có những cái mức giảm điểm đó lại à, hay là các cái cổ phiếu nó cũng tăng đầu phiên nhưng mà bị áp lực bán cổ phiếu như cái ai này cái thì cái vùng kháng cự bên trên là khoảng 41 42 nó lớn quá à, VND thì ngày hôm nay cũng có những cái mức gọi là những cái mức tăng điểm tốt nhưng mà gọi là từ đầu phiên thôi nhưng mà cuối phiên được gặp áp lực bản này à, rồi các cái mã cổ phiếu khác như là BVS ừ, BVS thì cũng bay quay đầu giảm rồi à, FCS nó đa phần các cái mã cổ phiếu gọi là đa phần các cái mã cổ phiếu chứng khoán ngày nay đều đều có là đầu phiên thì tăng tốt nhưng mà cuối phiên gặp áp được gặp áp lực chút lời tương tự này Forex cũng tương tự này đó khối lượng rất là cao nhưng mà gọi là cái cái việc mà đóng cửa không có giấc này à, cái việc mà đóng cửa không có giấc này á nghĩa là những cái mạng cổ phiếu này nó bắt đầu nó có những cái áp lực cung rồi áp lực cung bên trên này vít cũng tương tự này. Cái giá tiền vẫn giữ giá tốt này đó những cái mạng cổ phiếu này thì anh chị canh nếu mà gọi là nếu mà về bờ thì canh hạ bớt thôi rồi mà các cái mạng cổ phiếu banh như nào ừ, STB STB thì hiện tại hiện tại thì tại vì nó về cái vùng đây này, này bởi vì cái vùng này, này áp lực bán nó lớn quá thì em nghĩ là nếu mà STB để mà nó tích cực nhất á thì nó sẽ đánh một cái vùng cung nhỏ nhỏ như này này thì cái việc mà đánh cái vùng cung nhỏ nhỏ này nó tích cực lại là, là vì sao nó tích cực bởi một cái điều á ví dụ anh chị nào bắt đáy như này đi quý anh chị anh chị nào bắt bắt đáy như này này thì khi mà nó chỉnh như này á thì anh chị sẽ có xuống là chốt lời ra anh chị sẽ có xuống là chốt lời ra và khi mà nó chỉnh như này nữa đó thì anh chị nào đu trên này này thì anh chị cũng sẽ có xuống là ờ à, cái mẹ cổ phiếu mình đu đỉnh ra này rồi nó giảm rồi và bây giờ nó quay đầu thôi mình bán cho lành thì khi mà cái nhịp cái mẹ cổ phiếu này mà nó, nó tạo một cái vùng cung nhỏ nhỏ như này á nghĩa là cái nghĩa nghĩ là cái nhịp này là một cái nhịp rũ để cho anh chị nào bắt đáy này nè thì anh chị cũng phải bán ra hoặc là anh chị về bờ đây nè thì anh chị thấy là ở cái mẹ cổ phiếu nó vừa về bờ mà nó quay đầu nó giảm tiếp thì thôi mình bán ra à, để cho nó lành đó thì nếu mà cái mẹ cổ phiếu này nó có một cái nhịp rũ như này á mà trong những phiên, phiên tiếp theo á mà nó có một cái vùng cung nhỏ nhỏ như này thì cái mẹ cổ phiếu STB nó sẽ rất là tích cực à, thì có nghĩa là cái nhịp này nếu mà thành công á nếu mà tới cái nhịp này thành công thì stb nó sẽ nhấp nó sẽ rất là nhị tàu nó sẽ rất là nhị tàu nhưng mà để xem những cái phiên sắp tới như nào còn nếu mà nó, nó quay về mà bên bên dưới này luôn thì nó sẽ khá là khá là xấu là xấu em hy vọng là STB này sẽ có một vòng cung bên trên như này liên việt liên việt thì quay về nền cũ rồi liên việt ít hơi yếu HDB đá thì vẫn giữ được này OCB khỏe này nha OCB thì nên chờ cái phiên ngày mai là phiên T cộng ba như nào đi OCB thì nếu mà giữ giá tốt thì đánh lại thôi OCB nó rất là khỏe mà à, này MB thì vẫn đang giữ nền MB thì hơi yếu MB thì MB thì cứ lù lù nó giảm nhìn anh chị ha nhìn nhìn mấy cái nhìn mấy cái cây nến của MB á cứ tưởng như là các cứ tưởng như là cái mẹ cổ phiếu bao cung luôn á anh chị ha anh chị nhìn nhìn những cái cây nến của MB này em tưởng em 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 mới nhìn vào em tưởng là các là tưởng như là cái cổ phiếu ba cung á anh chị nhìn những cái cây nến này à, ngày nào cũng giống 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 nhau hết và nó đỏ liên tục nhìn nhìn thấy mắt ghét gì ha nhìn thấy hơi ghét gì ha Rồi, nhưng mà MB thì anh chị nào cái hàng từ cứ nắm giữ thôi Rồi, Nếu như vậy anh chị nào anh chị nào đu có lẽ anh chị nào, nào bắt đáy cái vùng này thì vùng này thì nếu mà, nếu mà thì anh chị mà tỷ trọng lớn á thì anh chị có thể có hạ bớt một phần ở giữa một phần cũng được rồi ừ, MB thì hiện tại vẫn chưa xấu đâu nhưng mà nhìn những cây nến này nó hơi nó không giống tính, tính, cách của MB tại vì MB giai đoạn trước thì MB đánh rất là hiền nhưng mà giai đoạn này đánh đánh hơi khó chịu chút à, MSB thì vẫn giữ giá thôi mà VIP VIP thì vẫn hơi yếu VIP thì nó phải nói chung là cái việc mà nó quay trở lại, lại lại, nền như này á nó tích cực rồi á rồi à, cái là tại vì cái mẹ cổ phiếu này nó gãy hai nền nó gãy một nền này nó gãy hai nền này nó rơi luôn này và nó quay về lại nền đó thì sắp tới là nếu mà mẹ cổ phiếu này giữ giá tốt đó, thì nó có thể là nó lên được cái nền bên trên là khoảng giá 42 giống như là CTG gì đó. đó CTG khi mà nó gãy này thì nó phải quay về cái bên trên này trước nói chung là nó phải quay về cái bên trên này trước mà nó mới nói chuyện CTG thì mỹ nên nếu mình nó làm cái vùng công nhỏ nhỏ thì nó sẽ ok đó vùng nhỏ nhỏ như này này đó gì ok BIDV ngày hôm nay tăng nhiều khối lượng không cao đâu tại vì BIDV nó vẫn còn nằm trong cái nền này SHB, ECB rồi nhìn chung ngân hàng vẫn đang tích lũy thôi thì cơm thì vẫn đang chậm như vậy họ đi qua mình vài một cổ phiếu uh, thép thép để xem họ phát họ phát không để bắt đầu chỉnh rồi họ phát bắt đầu chỉnh rồi thì uh, uh, thì anh Các uh, có lẽ nếu anh chị nào nắm nắm dài á, nếu anh chị nắm dài thì anh chị có thể canh về vùng giá là khoảng vùng năm uh, anh chị có thể bắt thêm uh, 55 anh chị có thể bắt thêm với lại với mấy cổ phiếu này uh, còn nếu mà anh chị đánh ngắn thì anh chị có thể canh bán là nếu mà chạm giá khoảng 50 mươi sáu năm thì anh chị có thể canh chốt lại được rồi uh, hồ sen hoa sen thì cũng bắt đầu chỉnh rồi con xem thì cái vùng hỗ trợ của nó là bên dưới là khoảng giá khoảng 46.8 dưới như này LFMC này này nó sẽ thì vẫn giữ giá tốt thôi Nam Kim Nam Kim thì vẫn khỏe Nam Kim thì cái mẹ cổ phiếu này tại vì nó nhảy Nam Kim thì cái cái gọi là cái gọi là, cái, 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 cái độ nhảy của nó độ nhảy của nó rất là cao và nó vẫn rất là khỏe nó chạy, nó chạy nó chạy miệt mài luôn thì những cái mẹ cổ phiếu thép thì anh chị đầu quan thì cứ nắm giữ thôi thì quý 4 này thì thép nó vẫn tốt Coi là quý bốn này thép nó vẫn tốt thứ nhất là về nó về, về, là ảnh hưởng lợi về giá về giá xuất hoặc là, là giá thép là cũng là về giá thép cũng là xuất khẩu thép đó à, thứ hai là về cái nhu cầu là nhu cầu của à, của thế giới đang tăng cao nên là cái việc mà sản xuất cũng là việc xuất khẩu rất nhiều à, và thứ ba là về cái vấn đề về chính sách đầu tư công đó à, gọi là đẩy mạnh đầu tư đầu tư công trong giai đoạn à, 2021 đến 2025 thì những cái mẹ cổ phiếu mà vật liệu xây dựng như là thép này những cái mẹ cổ phiếu như là đá này hay xi măng nào đó thì nó cũng sẽ được lãi rất là tốt và thép là những cái mẹ cổ phiếu nó được gọi là nằm trong cái nhóm vật liệu xây dựng đó, thì thép thì chuyển một rất tốt thôi rồi đi qua một cổ phiếu bất động sản như công nghiệp như nào Ừ. các mẹ cổ phiếu là TDC các mẹ cổ phiếu này hôm nay tăng tốt nha CCL hôm nay cũng tăng tốt này CCL thì với cái mùa này thì nó có thể đánh lại rồi đó rồi đi qua vào mẹ cổ phiếu DRI DRI hôm nay áp đặt bán rồi HTN HTN em chờ em chờ cái mẹ cổ phiếu này nó chỉnh lại em mua mà cái mẹ cổ phiếu chắc nó chạy luôn rồi à, mẹ cổ phiếu này nếu chị nắm giữ thì target của nó với, với cái mẹ cổ phiếu này là khoảng vùng giá là khoảng là khoảng 6 ít chứ chị ha khoảng 6 ít đó rồi IDC thì nó chạy để cho nó chạy thôi anh chị nó chốt lại thì anh chị nào chốt lại thì rồi thì thôi đừng đu lại nha chốt lại rồi thì thôi còn nếu chị nào nắm giữ á nếu chị còn nắm giữ thì cứ cứ gồng thêm nắm giữ thì cứ nếu mà nếu mà sợ thì anh chốt một phần hai để một phần hai còn lại á để cho nó làm thì nó làm ở à, ví dụ chúng ta nếu mà chúng ta thấy đủ thấy đủ rồi đó à, thì chúng ta có thể chốt một phần hai còn để một phần hai là ví dụ nó chạy đi đâu thì nó chạy chân nào mà anh chị thấy, thấy chân nào chị thấy nó giảm mạnh thì gì? anh chị bán coi như là cái phần đó là một cái phần là một cái phần cái lãi phía sau của anh chị à, như vậy ADC thì vẫn chạy này đây thì vẫn đang test lại này, NTL, NTL thì vẫn giữ giá tốt thôi. À, NTL, có nghĩa NTL cái mẹ cổ phiếu này á, nếu mà nó tích cực nhất nếu mình nó tích cực nhất á, thì cái mẹ cổ phiếu này nó không nên giữ cái, cái vùng này quá lâu. Đó là nếu mà nó chạy thì nó nên nó, nó nên chạy luôn. Còn nếu mà nó nên, nó, nó là nếu mà cái mẹ cổ phiếu này nó giữ vùng này quá lâu á, thì bắt buộc nó phải chỉnh về vùng bên dưới. Là nếu mà tích cực nhất thì cái mẹ cổ phiếu này nên chạy luôn. Còn nếu mà nó giữ quá lâu á, nghĩa là cái lượng cung minh, có nghĩa là cái lượng cái lượng người mà đu ra này nhiều này, thì nếu mà nếu mà đu, nếu mà đu này nhiều á, nghĩa là nó phải cần giữ xuống một lần nữa thì nó mới chạy tiếp tất tích cực thì nên đánh, đánh đánh thẳng lên luôn còn nếu mà không thì phải test lại cũng giá là khoảng 36 mươi sáu cộng trừ bên dưới à, à bên hơn bên hơn thì vẫn giữ giá thôi cái này hát này à, cái hát thì à, vẫn còn nó vẫn còn tốt thì chỉ có đánh giữ thôi HTC HTC đẹp nha HTC thì ICC uh, mà nếu mà thị trường nó tốt đó, thì mình nghĩ cái mẹ cổ phiếu này vài phiên nữa nó sẽ đánh lại đó HTC uh, thì ECC uh, thì, uh, thì cái form của nó đó, gọi là cái điểm chạm của nó thì phải phải đầu năm sau ATC thì dự án nó nhiều này dự án nó nhiều và cái tiềm năng nó cũng tốt nhưng mà gọi là về về cái vấn đề mà bán hàng thu tiền thì cái mẹ cổ phiếu này vẫn chưa bán được nên là gọi là cái tiềm năng của mẹ cổ phiếu này thì mình phải đầu năm sau thì nó ok HDC thì nó chạy HDC thì nó là cái mẹ cổ phiếu này nó có thể lên trăm mốt trăm hai đó nó có thể lên trăm mốt trăm hai thì anh chị ráng gồng đi anh chị ráng gồng với mẹ cổ phiếu này anh chị ha à, có hàng thì ráng gồng ráng gồng mẹ cổ phiếu này lên trăm mốt trăm hai đó cứ gồng đi à, đất xanh đất xanh vẫn lên lại thôi AJC. SM này test lại gáp nhưng mà cũng khá là thành công vì nó có hàng cứ nắm giữ thôi à, KBC này KBC đánh hơi khó KBC cái mẹ cổ phiếu đánh hơi khó một chút à, thì tiềm năng của KBC thì em cũng có nói rồi tiềm năng của KBC thì rất lớn nhưng mà tuy nhiên tuy nhiên những cái dự án của nó thì gọi là ở, ở, mức tiềm năng thôi nó vẫn chưa chạm đến cái tiềm, tới, tới, một cái điểm là à, gọi là bút được lợi nhọn thì vẫn chưa tới cái điểm đó nên là cái mẹ cổ phiếu này nó vẫn đang ở cái mức là tiềm năng mà cái gì mà tiềm năng á khi mà tiềm năng thì cái nhịp vừa rồi là những cái nhịp sự kỳ vọng thôi còn cái sóng chính của nó sóng chính của nó thì em nghĩ là phải uh, năm sau và năm sau nữa em kbc kbc là khoảng bảy x tám biết là dư sức nha kbc vùng giá là khoảng 70 80 là dư sức nhưng mà hiện tại nó vẫn chưa có được cái nó vẫn chưa có nó vẫn chưa tạm chạm tới cái điểm mà nó nó phải chạy đó đó là khi một cái mẹ cổ phiếu mà nó chạy đi giống như là idc này gì không idc cái vùng này này anh à, không khi mà nó chỉ còn một cái nhịp một cái điểm chạm mà nó chạy thôi Nó chạy rất là nhanh hay là idc này đây ADC chỉ cần mà nó thu được tiền mà có là nó bán được hàng mà nó thu được tiền mà nó bút được lợi nhuận đó thì các anh chị thấy cái mẹ cổ phiếu này chạy không ADC này đó tức là cái điểm chạm của những cái mẹ cổ phiếu bất động sản cũng như là những cái mẹ cổ phiếu mà khu công nghiệp đó cái điểm chạm vào tức là cái điểm mà cái phần mà thân cá mà cái phần mà cái phần mà ngon nhất đó nghĩa là khi cái mẹ cổ phiếu nó bán được hàng mà nó thu được tiền còn nếu mà chị mà vô mà thời điểm mà cái mẹ cổ phiếu nó vẫn đang trong giai đoạn mà nó nó vẫn đang trong giai đoạn mà nó tiềm năng á trong giai đoạn nó tiềm năng thì nó sẽ hơi khó rồi chỗ em bắt đầu đang mưa rồi bác tự nhiên đang làm clip có rồi đang, đang mưa rồi chị ha rồi chắc có lẽ làm sử dụng cái clip tại đây thôi à, hôm nay nó qua một bài cái này cổ phiếu như vậy chị ha tại vì tại vì thị trường giờ này cũng hơi chán một chút giờ <laughs> này thị trường cũng không có gì biến động quá nhiều thì nếu anh chị nào xem video thì có thể nhấn cho một nút like nha rồi nhấn cho một nút like này cũng như là một nút một nút đăng ký kênh à, anh chị nào có thể tham gia cái trong cộng đồng để có thể nhận được những sự tư vấn từ em à, đang làm clip thì tự nhiên trời nó nó mưa à, trời mưa À, trời mua khá là buồn rồi à, chúc anh chị một buổi tối an lành và vui vẻ vui vẻ hạnh phúc bên gia đình anh chị ha rồi hẹn gặp lại các anh chị trong những cái video của em nha sắp tới rồi xin chào mọi người ạ